Em Minh xin chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh xe đạp giá xỉ. Em quay mẫu Gian XKEP 1 2022, cái này là của bản Gian nội địa Việt Thắng phân phối nha mọi người nhé. Cái này là màu xanh, thì XKEP 1 thì nó có hai màu, màu đen nhám và màu xanh bóng. Em Minh có đủ cả hai màu luôn. Mọi người mà cứ ưng cái màu xanh này ấy, thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0706198999. Mẫu XKEP 1 2022 của Gian Việt Thắng này là một trong những cái mẫu mà bán rất là chạy hàng, rất là có tên tuổi ở trên thị trường, nhiều người rất là ưa chuộng cái mẫu này. Thì màu đen thì bán nhiều rồi, lâu lâu rồi màu xanh này mới về. Màu xanh này cũng phải mấy tháng, 3 4 5 tháng mới về một lần. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ nhé, cùng tham khảo cấu hình chi tiết cái mẫu này với em. Xe dòng Touring, bộ chuyển động Shimano, 3 đĩa 8 líp và thắng dầu trước sau. Đấy, thắng dầu trước sau, nó sử dụng là thắng Techo này mọi người này. Thắng dầu Techo, thắng dầu Techo nhé mọi người nhé. Rồi 3 đĩa 8 líp, tay đè của nó cũng là Shimano luôn, tay đè Shimano. Thì con này là cái phuộc của nó là phuộc nhôm này, khung nhôm này, mũi hàn vảy cá này. Rồi đùm của nó, đùm con này là đùm gì đây, đùm bạc đạn này. Đùm bạc đạn. Gạt đĩa của nó là sử dụng là Shimano Tunay. Giò dĩa Prowell, giò dĩa nhôm Prowell 3 tầng. Sên con này là sên KMC. KMC. Líp cũng là líp Shimano. Rồi cùi đề líp là Shimano Tunay TX. Vỏ gian mọi người, 700x35C. Vỏ gian 700x35. Thắng dầu Techo. Nó sử dụng là đùm bạc đạn nhé mọi người nhé. Đùm của nó là đùm bạc đạn. Chân chống nó không có đâu. Mọi người mua hàng thì em đều có tặng chân chống này, là chân chống của Gian xịn. Mọi người mua hàng là em tặng chân chống hết. Nhiều anh chị hỏi là cái yên này là có phải yên của Gian không mà sao cái nó khác những cái mẫu XKEP mà nó không giống cái yên đợt trước. Thì nó là lô mới nhá mọi người nhá, lô mới nhà máy người ta lắp, mà có cái đồ gì là người ta lắp, người ta đã ghi ở trên web là có một vài thay đổi về cái phụ tùng, nhưng mà là nó là tương đương nhé mọi người. Yên này cũng là yên Gian thôi, nhưng mà nó khác, nó không giống mấy cái mẫu, cái lô của đầu năm chẳng hạn, hoặc giữa năm chẳng hạn, là cuối năm thì nó sẽ ra cái lô mới là đầu cái yên như thế, 8 líp và 3 đĩa. Mình bán là 12 triệu thì là đã là bao ship rồi mọi người. Bao ship tặng quà. Bao ship tặng quà cho mọi người. Đây con này là size S. Đây, size S màu xanh bóng và màu đen nhám nha mọi người nhé. Thì mọi người thích màu nào cũng được, em đều có hết. Cốt yên thì cốt yên chữ D. Đặt vào một cái là vừa là cứng luôn, không cần phải thay đổi về cái độ cân thẳng của cái khung với lại cái yên nữa, vị trí ngồi là nó rất là chắc chắn. Rồi con này là 12 triệu thì mọi người mua thì liên hệ với em hoặc là qua 98/10 Cống Lở Tân Bình để ngắm xe nhé. Màu xanh này cũng rất là đẹp này. Ai mà muốn mua cái dòng Touring mà XKEP 1 thắng dầu ở khung nhôm rồi mà không thích cái màu nhám, thấy màu nhám nó hơi tối, thì mọi người mua cái màu xanh này cũng được. Màu xanh này cũng nhìn rất là dịu mắt, dễ nhìn, đẹp, sang. Phuộc nhôm nên là con xe này nó khá là nhẹ. Nhôm của Gian thì nó làm một cái chất lượng nhôm rất là ok, cực kỳ là mỏng luôn mọi người, cực mỏng, nước sơn đẹp, rất là ok rồi. Giá bán thì 12 triệu, giá niêm yết của nó là 13 triệu mấy hay sao ấy, em cũng không không
không nhớ rõ. Bedan thì cũng chỉ là bedan thường thôi, bedan bọc nhựa bình thường. Thắng dầu trước sau Techo, rồi khung nhôm, phục nhôm, đùm bạc đạn, bộ chuyển động là Shimano Tuner 3 đĩa 8 lít, lít cũng là lít Shimano. À quên, lip con này lip thả luôn mọi người nhé, nó là lip thả, lip thả Shimano Sen KMC đấy, Sen KMC. Rồi dĩa Prowell 3 tầng, cạc đĩa là Tuner. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ với em 0706198999. Em cảm ơn mọi người.